cầu phát triển của xã hội thì hiện nay tại các sở giáo dục đã hình thành nên rất nhiều trường trung học cơ sở chất lượng cao nhằm bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về học tập. Vậy thì để ôn thi vào những trường chất lượng cao như thế này, Học Mãi cũng cho ra đời khóa học là khóa học luyện đề mang tên HM6. Khóa học này sẽ giúp các con là những bạn học sinh lớp 5 đã kết thúc được các cái chương trình cơ bản và các cái chuyên đề từ chương trình của toán 5. Và từ đây thì các con sẽ tổng hợp kiến thức lại cùng với cô Mai Quỳnh thực hiện các đề thi. Để học cái khóa học này thì các con sẽ cần phải tải đề thi về, in ra và làm trước, sau đó sẽ cùng theo dõi các video hướng dẫn bài giải của cô. Với cái khóa HM6 này chúng ta sẽ có 15 đề, và những đề này thì nằm rải rác trong các cấu trúc dạng đề như sau. Với cái dạng 1 cô sẽ chữa đầu tiên là những đề mang hình thức trắc nghiệm có 4 đáp án. Và đề thứ 2 trong phần dạng 1 này sẽ là trắc nghiệm điền khuyết. Trắc nghiệm điền khuyết có nghĩa là một cái đề thi của chúng ta sẽ có những câu hỏi bài tập mà chúng ta chỉ cần điền đáp số vào các ô trống trong câu hỏi đó mà không cần phải trình bày lời giải. Và cái phần lời giải hay là cách làm bài thì chúng mình sẽ phải thực hiện ra nháp. Dạng bài thứ 2 trong khóa luyện đề của cô là những bài trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Với những cái dạng đề thi trắc nghiệm kết hợp tự luận này thì chúng ta sẽ có khoảng từ 8 đến 10 câu hỏi trắc nghiệm điền khuyết, tức là chúng mình sẽ điền đáp án vào ô trống ở trong đề thi. Và trong phần dạng 2 này sẽ có những câu hỏi bài tập yêu cầu chúng ta trình bày rõ ràng cách giải, phương pháp giải cho cái bài tập đó. Với dạng thứ 3 trong khóa luyện đề thì chúng ta sẽ có đề thi mang hình thức tự luận. Với mỗi đề này sẽ có từ 5 đến 7 câu hỏi và yêu cầu chúng mình sẽ phải sao nhỉ? Trình bày đúng phương pháp, trình bày logic hợp lý, có đáp số trong bài thi chúng ta mới được chọn vẹn điểm. Ngày hôm nay trong video này thì cô Mai Quỳnh sẽ cùng với các con đi vào đề thi ôn luyện thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào làm và theo dõi video bài giảng của cô nhé.